chuyên trang ẩm thực nổi tiếng Thời Atlas vừa công bố danh sách 100 món tráng miệng ngon nhất châu Á, trong đó có chè ba màu. Món ăn quen thuộc của người Việt xếp ở vị trí 82 với 4,1 trên 5 sao. Trên Thời Atlas, chè ba màu được mô tả là món tráng miệng đầy màu sắc, gồm một số thành phần chính như hạt sen, đậu đỏ, trân châu, thạch và đặc biệt phải có nước cốt dừa. Tên gọi ba màu là do chè có các lớp màu đỏ, vàng và xanh. Chè ba màu có thể ăn nóng hoặc thêm đá để giải khát vào những ngày nắng nóng. Ngoài chè ba màu, trang này còn gợi ý một số loại chè khác như chè bắp, chè bà ba, đậu đen. Trong danh sách 100 món tráng miệng ngon nhất châu Á, trong top 10 có đến 6 món ăn của Thổ Nhĩ Kỳ, đa phần là bánh. Các đại diện từ Đông Nam Á cũng xuất hiện khá nhiều trong danh sách như bánh flan và kem trái cây của Philippines, bánh chuối chiên của Indonesia, bánh kếp cơm dừa của Thái Lan. Được thành lập vào năm 2015 và có trụ sở chính tại Croatia, Taste Atlas được biết đến như một tấm bản đồ tập hợp các món ăn truyền thống từ khắp thế giới. Theo nhà sáng lập Mattia Babic, các danh sách xếp hạng món ăn, đồ uống đều do chuyên gia và nhà phê bình ẩm thực đánh giá để đảm bảo độ tin cậy.